Kính thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 31 tháng 8, 58 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên toàn quốc, làm chết 27 người và bị thương 46 người. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên đường bộ, hơn 2.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an các địa phương đã xử lý 12.636 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 26,5 tỷ đồng. Một số vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở hàng quá tải trọng, vi phạm ma túy. Bên cạnh đó xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ hai thành phố lớn. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ chiều ngày 30 tháng 8, lưu lượng giao thông bắt đầu tăng nhanh. Tại Hà Nội, xe cộ tăng đột biến ở các cửa ngõ thành phố dẫn đến ùn tắc cục bộ tại một số quốc lộ, đại lộ Thăng Long, cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ. Tình trạng ùn ứ kéo dài trên vành đai 3 tới tận đêm khuya. Tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài trên một số tuyến đường cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh trong cả ngày 30 và 31 tháng 8. Trong khi đó, lối ra vào sân bay Tân Sơn Nhất thoáng đãng. 5.034 trẻ được tiêm vaccine ngừa sởi trong ngày 31 tháng 8, ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiến dịch giai đoạn 1 được triển khai đồng loạt tại 310 trạm y tế, diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự kiến kéo dài 1 tháng. Nhóm được tiêm đợt này gồm trẻ từ 1 đến 5 tuổi, trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao từ 6 đến 16 tuổi, nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh có nguy cơ tiếp xúc với người mắc bệnh sởi hoặc chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao. Những người này chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc không rõ tiền sử. Chiến dịch đợt 1 sử dụng 300.000 liều vaccine sởi rubella MR mua từ nguồn ngân sách của thành phố. Giai đoạn 2 của chiến dịch sẽ diễn ra trong tháng 10, tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi theo quy định. Ngày đầu của chiến dịch, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã phân bổ 88.100 liều vaccine cho các trạm y tế trên cơ sở dự trù vaccine của các đơn vị. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng qua, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của ngành hàng trái cây Việt Nam, với kim ngạch 2,93 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 64% trong tổng thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tiếp đến là Hoa Kỳ, Hàn Quốc chiếm lần lượt 4,88% và 4,87% về thị phần. Đáng chú ý, Thái Lan đã vươn lên vị trí đứng thứ tư trong danh sách các thị trường nhập khẩu rau quả từ Việt Nam. Trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Thái Lan tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều sự thay đổi. Bản chính thức dự kiến ban hành vào tháng 11 tới đây và áp dụng từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ gồm 3 buổi là ngữ văn, toán và một bài thi tự chọn, bao gồm 2 trong số rất nhiều môn thi như là vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tin học, các ngôn ngữ. Đặc biệt, thí sinh sẽ được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường. Bộ cũng sẽ tổ chức 2 kỳ thi tốt nghiệp riêng biệt vào năm 2025, một cho học sinh theo chương trình năm 2018 và một cho học sinh theo chương trình năm 2006 chưa tốt nghiệp. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, thí sinh được chọn dự theo một trong 2 loại đề thi. Theo dự thảo, có 2 trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ, gồm thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc là những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt từ bậc 3 trở lên theo quy định. Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp sẽ gồm 3 phần: điểm các môn thi đã tham gia, điểm trung bình các năm học trung học phổ thông và điểm ưu tiên nếu có. Nhằm tăng cường kết nối thu hút khách du lịch, thành phố Đà Nẵng đã làm việc với nhiều hãng hàng không để mở mới, tăng các chuyến bay đến thành phố, nhất là các chuyến bay kết nối khu vực Đông Nam Á để tận dụng chính sách miễn thị thực giữa các nước ASEAN. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, Đà Nẵng đã tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng lưu trú, xúc tiến các đường bay trực tiếp và chú trọng đến việc phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và ẩm thực nhằm gia tăng trải nghiệm phục vụ du khách trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Qua chương trình xúc tiến du lịch của thành phố Đà Nẵng, hãng Malaysia Airlines đã nâng tần suất đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Đà Nẵng lên 28 chuyến một tuần. Đường bay trực tiếp Kuala Lumpur - Đà Nẵng không chỉ góp phần tăng lượng khách Malaysia đến khám phá Đà Nẵng mà còn mở ra cơ hội kết nối với 170 điểm đến mà Malaysia Airlines có mạng lưới đường bay đến với thị trường Indonesia, Úc, Ấn Độ, châu Âu. Cùng với Malaysia Airlines, hai hãng hàng không
Garuda Indonesia, CityLink Indonesia cũng đã có kế hoạch mở đường bay từ Jakarta Indonesia đến Đà Nẵng. Thời gian khai thác dự kiến vào tháng 12 năm 2024. Đây là hai hãng hàng không lớn của Indonesia, quốc gia có dân số đứng thứ tư thế giới. Việc mở các đường bay thẳng từ Jakarta Indonesia và Kuala Lumpur sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Đà Nẵng trong thời gian tới. Thưa quý vị, tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội, Cát Linh Hà Đông được đưa vào vận hành thương mại. Và với những lợi ích ưu việt của loại hình vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn này, mà nhiều người đã dần lựa chọn phương tiện này để di chuyển. Tuy nhiên, với việc hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, người dân phải dùng một phương tiện khác để đi đến các điểm nhà ga, đã làm nảy sinh nhiều điểm trông giữ xe trái phép, xe thịt lòng đường vỉa hè để trông giữ xe, gây ra nhiều nhức nhối và bất cập, ghi nhận của VTC14. Ga Văn Khê, địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông. Mỗi sáng có hàng trăm người đến đây gửi phương tiện. Bãi xe trái phép đã ngang nhiên hoạt động, mặc dù có biển cấm của Ủy ban Nhân dân phường. Khi khách có nhu cầu hỏi gửi phương tiện, người trông giữ sẽ lập tức mời chào với đủ lời cam kết bảo đảm tài sản. Ở đây thì anh nhận trông hàng ngày luôn đúng không? Đấy, hàng ngày luôn, tất cả ngày trong tuần, cả trưa nghỉ ngày nào. Xe này để yên tâm nó gì. Còn anh làm đây tất cả các bãi, 4 bãi xe mà. À, 4 bãi xe cơ ạ? Ừ, đấy mà thuận đường bên nào thì đi gửi bên đấy. À, bên kia cũng có ạ? À? Kia 2 bãi xe, đây 4 người làm. Ở bên kia lắng. Bên này có mỗi nhà anh mát, chắc là để nhà có thể quản lý rồi ấy. Khi nào hết trong nhà thì mình cho xe ra ngoài. Ở bến ở đây thì mình chứa được khoảng bao nhiêu xe ạ? Một bến của mình ấy. Cái khu này là 1.000 xe. Và 1.000 xe ạ? À? Cứ thế, hàng loạt bãi xe trái phép bỗng nhiên nở rộ cả hai bên điểm lên xuống nhà ga. Giá cả thì cũng chỉ do chủ trông giữ tự ngã giá mà chẳng có một quy định chung nào. Ở đây chị trông giữ phương tiện này luôn à? Hay ai? Vâng. Gửi đây gửi tháng bao nhiêu chị? Gửi đêm ạ. Gửi cả ngày ấy. Ừ. 250 à? Bên này thì mình trông được khoảng bao nhiêu xe nếu mà xe máy? 200 cái à? Bình thường ở đây có được gửi ô tô không? Ô tô thì em vẫn đây, trong ô tô đây, em trong ô tô đây. Bình thường phí mà để qua đêm là 200.000. Là cái kiểu mà cứ để đây xong rồi lúc nào lấy đi thì đi tối thì về để đây ấy. Là 200.000. À 200.000, còn nếu mà gửi buổi ngày thôi là... Ngày lấy trong ngày thì 6 sáng đến 8 tối là 140.000 một tháng. Còn vé ngày thì sao anh? Vé ngày 7.000 một lượt. Còn anh làm đây, còn anh phải đảm bảo cho con em xe đổ trong nhà ấy. Cách đó không xa, tại Ga La Khê, tình trạng trông giữ xe trái phép cũng xuất hiện. Thậm chí để né tránh lực lượng chức năng, chủ trông giữ còn mang hẳn xe vào sâu trong nhà với khoảng 60-70 xe máy. Trừ bên trong đã quá tải mới mang ra ngoài. Mười nghìn một ngày ạ. À? Vé tháng là 200. Còn vé ngày là 10.000. Có thể nhiều đâu. Nhiều một hai cái này còn cho trong nhà ấy. À, cho trong nhà còn chỗ để ạ? À? Trong 6-7